Hello Vlog và Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam đêm ngày hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Bây giờ là 23 giờ 30 phút. Như vậy là chỉ còn 30 phút nữa thôi thì sẽ bước sang ngày mới, ngày 17 tháng 1. Chúng ta vừa mới xem xong trận đấu của đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Kyrgyzstan. Có thể nói là ngày hôm nay, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã được chứng kiến đội bóng mạnh nhất của khu vực ra sân chơi châu Á. Và ngày hôm nay thì có thể nói là tân huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Masatada Ishii, đã có một màn ra mắt vô cùng là ấn tượng khi mà Thái Lan dễ dàng đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số là 2-0. Một chiến thắng dễ như đi dạo của người Thái trong một trận đấu mà Thái Lan đã tạo ra rất nhiều cơ hội, trong khi là phía Kyrgyzstan thì họ đang khiến cho người hâm mộ ngày hôm nay xem trận đấu phải đặt ra câu hỏi rằng là ủa, ngày 9 tháng 1 vừa qua, tức là mới chỉ cách đây có 7 ngày, không hiểu là tại sao mà Kyrgyzstan lại có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam của chúng ta với tỷ số 2-1 trong một cái trận đấu giao hữu ngay trước thềm của Asian Cup. Và có thể nói là những gì mà ngày hôm nay Kyrgyzstan thể hiện trước Thái Lan là rất thất vọng. Đại diện của Đông Nam Á chơi trên chân, ép sân, tạo nhiều cơ hội và Subachai đã có cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên là khi kết thúc trận đấu thì huấn luyện viên người Nhật Bản ông Masatada Ishii không thể vui được khi mà Subachai lại chính là cầu thủ phải nằm cán rời sân. Và việc mà Subachai không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút có lẽ là một cái điều rất là thiệt thòi với đội tuyển Thái Lan, và bản thân của huấn luyện viên Masatada Ishii sẽ có những cái sự lo lắng nhất định. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là Subachai ngày hôm nay đá cao nhất ở hàng tấn công của đội tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Masatada Ishii đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Subachai đá cao nhất. Subachok đá ngay sau lưng. Bogdin Fala hay Suphanat Muetan là đá ở vị trí hai tiền vệ biên. Còn ở sau lưng là Wirathep Pomphan và Chamra Sami. Còn ngày hôm nay, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan, người luôn nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi vì anh này rất hay chơi tiểu xảo với cầu thủ Việt Nam của chúng ta và cũng đá mà chúng ta hay gọi là đá láo rất là nhiều, đó là Thiraton Bunmathan. Thì ngày hôm nay, Thiraton Bunmathan được giao vị trí ở hành lang cánh trái của đội tuyển Thái Lan. Đây cũng là vị trí khá là quen thuộc với Thiraton. Tuy nhiên là dưới triều đại của huấn luyện viên Mano Polking trước đây thì Thiraton có khuynh hướng được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm nhiều hơn là đá ở vị trí hậu vệ biên trái. Xin được chia sẻ với quý khán giả, và với đội hình 4-2-3-1 thì có thể nói là Thái Lan ngày hôm nay họ đã thi đấu rất là tốt. Những cái thông số cho thấy rằng là mặc dù là có những cái thời điểm Thái Lan họ nhường cái quyền kiểm soát bóng cho Kyrgyzstan, và thống kê toàn bộ 90 phút của trận đấu thì Thái Lan họ chỉ cầm bóng có 45% thôi, nhưng mà số cơ hội mà họ tạo ra thì thực sự là quá ấn tượng. Họ sút trúng đích nhiều hơn, họ có tổng số lần dứt điểm về phía khung thành gần bằng với Kyrgyzstan luôn. Kyrgyzstan sút 13 lần thì họ có 12 lần. Sút trúng đích thì họ nhiều hơn Kyrgyzstan một lần, họ sút trúng đích 4 lần ghi được 2 bàn thắng, Kyrgyzstan đá 3 lần không ghi được bàn nào. Điều đó cho thấy rằng là hôm nay Thái Lan họ đá quá tốt. Và có cảm giác như là người Thái không quá mất sức khi mà so tài với Kyrgyzstan, và đồng thời là khiến cho chúng ta phải đặt ra lại cái câu hỏi mà lúc đầu chương trình Vlog ngoài đường pit cũng đã nhắc đến. Đó là có phải là Kyrgyzstan hay là có phải là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giấu bài trong cái trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 vừa qua hay không? Chứ sao mà đối thủ gì mà yếu như thế này, đúng không ạ? Rõ ràng là so với Thái Lan là họ rất yếu. Và cũng xin được cập nhật lại với quý khán giả là lịch thi đấu ở bảng F sẽ còn một trận đấu nữa diễn ra vào lúc 12 giờ 30 phút đêm nay. Hay nói đúng chính xác cái giờ là 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 17 tháng 1. Tức là chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thì Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với đội tuyển Oman. Đây là hai đội bóng nằm ở cùng bảng đấu, bảng F với đội tuyển Thái Lan. Và như vậy thì cái việc mà
Ả Rập Xê Út được đánh giá là đội mạnh nhất bảng đấu này là điều đương nhiên. Oman cũng được đánh giá là một đội bóng rất mạnh đến từ khu vực Tây Á. Và chính vì vậy mà Thái Lan cũng đặt ra mục tiêu rất là cụ thể, đó là cố gắng kiếm điểm trước Oman. Và như vậy thì với ngày hôm nay, với việc mà họ đã giành được 3 điểm trước Kyrgyzstan, nó dự báo những cái khó khăn, những cái sự lo lắng và thậm chí là áp lực dành cho cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tại vì chúng ta nên nhớ là ngoài cái mục tiêu là giành cái vị trí thứ 3 và phải có 3 điểm trước Indonesia, thì ngoài ra chúng ta cũng phải tính toán đến xem các cái nhánh đấu của các bảng khác nữa, để chúng ta biết được là cái đội thứ 3 hiện tại thì đang có được bao nhiêu điểm. Về lâu ngoài được biết xin được cập nhật với quý khán giả. Đầu tiên là ở bảng A thì sau cái lượt trận đầu tiên thì Qatar đang có 3 điểm đứng đầu bảng. Trung Quốc và Tajikistan đang đứng ở hai vị trí thứ 2 và thứ 3 cùng có được 1 điểm và cuối cùng là Liban. Như vậy là ở bảng A này thì ít nhất cái đội đang đứng ở vị trí thứ 3 đã có 1 điểm. Rồi, tiếp tục là bảng B thì Australia đang đứng đầu bảng với 3 điểm. Syria và Uzbekistan chia điểm với nhau cho nên là họ cùng có được 1 điểm, đang đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Ấn Độ là đội đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng 0 điểm. Đó, như vậy là bảng B cũng đã có điểm. Đội đứng thứ 3 đã có điểm. Như vậy đây là một bất lợi đối với đội tuyển Việt Nam. Ở bảng C thì hai đội đầu bảng là Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều cùng có được 3 điểm. Cho nên là bảng đấu này hai đội Hồng Kông Trung Quốc và Palestine cùng đứng ở các vị trí thứ 3 và thứ 4 và cùng có 0 điểm. Như vậy là bằng với Việt Nam mình. Bảng D của Việt Nam mình thì mình và Indo cùng để thua cái lượt trận đầu tiên nên là chúng ta cũng chỉ có 0 điểm. Rồi, ở bảng E, Jordan và Hàn Quốc ngày hôm qua đều đã phô diễn cái sức mạnh của mình. Jordan thắng đậm Malaysia với tỷ số là 4-0. Còn Hàn Quốc thì họ thắng Bahrain với tỷ số là 3-1. Và như vậy thì hai đội đang cùng có 3 điểm và hai đội đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là Bahrain và Malaysia chưa có điểm nào. Rồi đến cái trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi, Thái Lan họ đã có 3 điểm. Nhưng bảng đấu này thì Ả Rập Xê Út và Oman được đánh giá cao hơn Thái Lan. Cho nên là chúng ta phải xác định là khả năng cao, cũng có thể khả năng cao là Thái Lan sẽ đứng ở vị trí thứ 3. Và lúc này thì họ đang có 3 điểm nên chắc chắn là cái áp lực đang rất lớn dành cho cả hai đội Việt Nam và Indonesia trước cái cuộc so tài với nhau vào ngày 19 tháng 1 tới đây. Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse cũng như ở phía đối thủ, đó là thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, không có gì khác ngoài 3 điểm. Trận đấu tới đây không đội nào mong muốn chia điểm với nhau cả. Mục tiêu phải là giành được chiến thắng. Và trận đấu đó đồng nghĩa là sẽ cực kỳ là hấp dẫn và rất khó lường. Vlog ngoài đường pitch, rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để trò chuyện cùng với mình trong livestream tối ngày hôm nay. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng Sinh một like, share và subscribe cho kênh nếu như là chưa đăng ký theo dõi kênh ạ. Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tương tác luôn. Xin được cảm ơn Lop Manto đã luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng. Xin chào bạn Phạm Trung Kiên, bạn Đại Hùng. Áo trắng có vẻ thích chơi một bài tạt cánh đánh đầu từ hiệp 1 đến hết trận, chỉ đúng chơi một bài đó. Đá rất đơn giản và dĩ nhiên là đá đơn giản như vậy thì không làm khó được hàng phòng ngự của Thái Lan ngày hôm nay. Huấn luyện viên Masatada Ishii đã có một trận ra quân, có thể nói là bản thân ông và người hâm mộ thì có lẽ là cũng chưa thực sự là hài lòng đâu. Bởi vì Thái Lan cũng còn phung phí những cái cơ hội. Trong đó thì Supachai nếu mà chạm bóng tinh tế hơn thì có thể là bản thân bạn ấy đã là cầu thủ đầu tiên ở Asian Cup năm nay có được cú hat-trick rồi. Và ngoài ra thì Supachai cũng đã gặp chấn thương. Đây sẽ là điều khiến cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan rất lo lắng. Bởi vì sắp tới đây sẽ là những cái trận đấu khó khăn hơn rất nhiều. Gặp Ả Rập Xê Út hay là gặp Oman, những đối thủ rất mạnh đến từ khu vực Tây Á. Xin chào bạn Huỳnh Đức Lợi, bạn Hoa Lan, like đầu và chào Dũng nhé. Dạ Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn Nghĩa Đạt, bạn Hà Tĩnh mình ơi. Chào Hữu Dũng, Thái đá hay quá. Họ đá theo một cái phong cách rất là điềm đạm, rất là bình tĩnh. Một cái phong cách mà khiến cho chúng ta phải lo lắng cho cái
những cái giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á sau này, chẳng hạn như là AFF Cup năm 2024 chẳng hạn. AFF Cup thì đổi tên là ASEAN Cup rồi, xin lỗi quý khán giả. Xin chào bạn Lường Hữu Thiệp, vào là like cho em rồi nha. Dạ em xin cảm ơn anh Lường Hữu Thiệp. Xin chào bạn Nguyễn Phú Hưng. Việt Nam muốn thắng Indo phải bắt chết Marcelino anh ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Phú Hưng. Như trong các cái chương trình từ ngày hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay, nói về cái trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, sự chuẩn bị như thế nào để hướng tới cái cuộc đối đầu với Indonesia, mình nhận được rất là đông các cái ý kiến đồng tình. Và chiều nay thì mình có nhận được các cái chia sẻ của những anh trong nghề bóng đá, thì họ cũng có gọi điện cho mình. Họ nói là anh thấy mày phân tích cái bài, cái clip, cái chương trình livestream vào trưa ngày hôm nay khá là chính xác. Chúng ta đang có nguy cơ là đẩy các cầu thủ vào một cái tâm lý là bay bổng quá mức, trong khi là vừa phải trải qua một cái thất bại chứ không phải là chiến thắng. Và anh thấy mày đưa ra những cái nhận định như vậy là hoàn toàn hợp lý. Người hâm mộ cần bình tĩnh. Lúc này đây là động viên đội tuyển Việt Nam, nhưng động viên không có nghĩa là ảo tưởng. Chúng ta cần phải có một cái sự tập trung. Chúng ta cần phải có những cái lời nhắc nhở cho các cầu thủ. Ở trên mạng xã hội cũng vậy, là đội tuyển Việt Nam của chúng ta vừa trải qua một thất bại với tỷ số là 2-4. Chứ chúng ta không phải là chia điểm với Nhật Bản. Họ vẫn ở một cái level, ở một cái đẳng cấp cao hơn chúng ta. Họ có thể để cho chúng ta tạo được một vài những cái bất ngờ nho nhỏ. Nhưng sau khi mà họ đã tập trung lại rồi thì chúng ta không còn tạo ra được bất kỳ một cái điểm nhấn nào nữa. Điều đó cho thấy rằng là khoảng cách chênh lệch về trình độ rất lớn. Còn quay trở lại với cái cuộc đối đầu với Indonesia thì đây là đối thủ mà vừa sức nhất với đội tuyển Việt Nam rồi. Cho nên là bỏ quên đi cái trận đấu với Nhật Bản, mà hãy tập trung vào cái mục tiêu là làm thế nào để lấy 3 điểm trước đối thủ này, khi mà họ cũng đặt luôn cái mục tiêu là đánh bại bằng được đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Họ sẽ sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch của họ như thế nào? Chắc chắn một điều là cũng giống như là trận đấu với Iraq vừa rồi. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không dại dột mà dùng hết tất cả các cầu thủ nhập tịch trong một hiệp đấu. Ông sẽ phân lực lượng ra làm thế nào đó để phá sức đội tuyển Việt Nam của chúng ta, có thể là 4 ngoại binh nhập tịch và tung thêm 3 người ở hiệp 2. Nhiệm vụ của những cái cầu thủ ngoại binh có thể là chơi lóng ngóng, nhưng với cái sự vượt trội về thể hình và thể lực thì đó là cái yếu tố mà họ sẽ tính đến để phá sức đối chơi của đội tuyển Việt Nam. Vậy thì đội tuyển Việt Nam sẽ cần những tiền vệ trung tâm, thứ nhất là thu hồi bóng tốt, tranh chấp tốt, không ngại va chạm. Và thứ hai nữa là những cầu thủ chạy cánh phải chuẩn bị được một cái nền tảng thể lực tốt để đua tốc độ. Bởi vì ngày hôm qua thì Indonesia họ tập trung đánh biên khi mà đối đầu với Iraq. Điều đó cho thấy rằng là họ sẽ tập trung vào cái sở trường, cái mạnh nhất của họ. Vậy thì chúng ta cũng đã biết được, và chúng ta sẽ có phương án như thế nào đó để đánh chặn những cái tiền vệ, những cái cầu thủ đã trồng biên, đã chạy cánh của họ rất khỏe bên phía Indonesia. Và các anh ấy khen mình về cái chương trình livestream trưa nay. Xin chào bạn Kaka. Thái Lan chơi hay han, họ vẫn cứ đá theo một cái kiểu mà chúng ta cảm thấy rất là ghét. Nói thiệt với cả nhà, Thái Lan họ thắng thì bắt buộc là phải dành cái lời khen cho họ, nhưng mà trong thâm tâm của mình thì có cái gì đó rất là ghét. Cái kiểu đá nó hơi láo láo, nó đụng đỉnh xong rồi nó hơi láo láo, và nó có cái gì đó rất là ra vẻ, rất là khó chịu. Thực sự là như vậy, thực sự rất là khó chịu. Xin chào bạn Football Game ở Kyrgyzstan đá chán. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Football Game. Xin chào bạn Nhật Huỳnh ở Kyrgyzstan yếu vậy mà Việt Nam giao hữu thua, không hiểu. Cái bình luận này lúc nãy mình cũng thấy ở trong cái phần cái trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Kyrgyzstan, mình thấy có các cái bình luận tương tự như vậy ở trên cái clip đó, clip của bên FPT bóng đá Việt. Xin chào bạn Nguyễn Tường Vân, bạn Phạm Văn Hóa. Thái Lan đã hay quá Dũng ơi. Dạ đúng, nhưng mà cái điều quan trọng là họ đã có 3 điểm. 3 điểm là một cái yếu tố rất là tốt về mặt tinh thần. Và như vậy thì đồng nghĩa là đã
xuất hiện một cái bất lợi cho Việt Nam và Indo. Bảng của chúng ta là hai đội đang đứng cuối là chưa có điểm. Áp lực sẽ rất lớn vào cái trận đấu tới đây. Dĩ nhiên là chúng ta nếu muốn tính toán về cái chặng đường dài là làm thế nào để lọt vào top những đội thứ ba có thành tích tốt hoặc là giành luôn vị trí nhì bảng chẳng hạn, thì bắt buộc là phải thắng Indo cái đã. Thắng Indo xong thì muốn nói chuyện gì thì nói. Chứ mình mà chia điểm với Indo thì thôi, cả hai đội chắc là khoác vai nhau về nước. Xin chào bạn Gia Khiêm, dễ trước khó sau, khó trước dễ sau. Bạn Đại Hùng, trận hôm nay Thái thắng dễ quá nhỉ, đội kia chơi rất không hiểu ý nhau. Xin chào bạn Thảo Lành, Thái Lan đã hay quá. Xin chào bạn ông Bầu, theo anh Việt Nam mình có đến tứ kết hay bán kết không anh nhỉ? Không, với lối đá vừa rồi thì mình nghĩ rằng là có thể là vào vòng knockout. Có thể thôi nha. Chứ lối đá không có sáng. Thật sự là ai khen thì khen, chứ mình thấy là không sáng một chút nào. Không có gì để mà gọi là tự tin cả. Một lối đá mà mình cảm thấy rất là lo. Nhật có thể họ nhập cuộc như vậy mà họ tạo cho chúng ta cái cảm giác ảo tưởng là chúng ta đã hay quá. Nhưng không đúng. Không đúng. Chúng ta vẫn co cụm đến khi mà họ bắt đầu thực sự là họ tăng tốc họ đá rồi thì chúng ta chỉ biết co cụm thôi. Không còn làm gì được hơn. Phối hợp ở sân nhà thôi. Không triển khai bóng lên được. Xin chào bạn Sầm Tu Vinh. Bạn Nhật Huỳnh, Thái đá một chạm quá nhanh. Những cái tình huống bước một của họ quá tốt. Xin chào bạn Hiếu Ngọc, bạn Lê Hưởng. Thái Lan đá hay quá Dũng ơi. Nhìn Malaysia hôm qua đá chán quá. Malaysia có lẽ là cái trường hợp mà bất ngờ nhất. Họ tưởng như là đội sẽ khởi đầu tốt nhất. Bởi vì họ đã có một cái quá trình trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây rất tốt. Hai trận ở World Cup họ toàn thắng, trong đó thắng chính Kyrgyzstan. Thứ hai nữa là họ đang có cái sự vào form. Có cầu thủ nhập tịch, có cầu thủ nội đang có phong độ rất tốt. Rất tự tin luôn. Và đến từ một tập thể đội bóng mà cũng vừa mới vào cái vòng đấu loại trực tiếp của AFC Cup, đó là câu lạc bộ Sapa. Câu lạc bộ Sapa mà vừa rồi Hải Phòng mới đá đó. Thì đó, chúng ta cũng thấy được là họ có cái sự chuẩn bị. Mà ai cũng nghĩ rằng là Malaysia mới là đội mà sẽ khởi đầu tốt. Thì ngày hôm qua họ là đội Đông Nam Á mà thua đậm nhất. Thua đậm nhất ở lượt trận đầu tiên luôn. Xin chào bạn Thảo Lành. Thái Lan khả năng cao là vào vòng sau. Có 3 điểm để làm vốn rồi. Đúng rồi, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Thảo Lành. Xin chào bạn Live Trading. Chúc mừng Thái Lan, Thái vẫn hay. Xin chào bạn ông Bầu. Chúc anh ngủ ngon. Việt Nam có thể nhì bảng và đi tiếp với 6 điểm. Đá như vừa rồi thì không thể thắng được Iraq. Chúng ta chỉ mong là có một điểm trước Iraq mà thôi. Xin chào bạn MTCS. Kyrgyzstan đá chán quá anh. Truyền toàn đâu đâu ấy. Công rất cùng, Thái hôm nay đã hay. Bạn Thế Thuận TV, hello anh, xem hầu như full các trận ở lượt trận đầu tiên mà nay xem trận này thấy Kyrgyzstan đá chán vãi. Toàn truyền lỗi, lối đá thì tối, em nghĩ Kyrgyzstan là đội yếu nhất ở giải đấu này. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Thế Thuận TV. Không hiểu được hôm vừa rồi làm sao mà họ đá giao hữu mà họ ăn được mình ta. Xin chào bạn An Hiếu. Kyrgyzstan nó đá kiểu gì ấy? Trình trận này sợ không ăn được Lào. Philip. Không hiểu là giao hữu ăn lại sao mà ăn được Việt Nam mình. Xin chào bạn fan hâm mộ Park Hang-seo. Theo em nghĩ Thái thắng 2-0 cũng chưa nói chắc chắn Thái sẽ lọt vào vòng sau. Do hai trận tới Thái sẽ gặp hai đội trên cơ. Hai đội trên cơ nhưng Oman không phải là đội quá trên cơ. Và thứ hai nữa là với Kyrgyzstan đá kiểu này á, thì khả năng cao là cái bảng này ngay cả cái đội thứ ba có 3, có 4 điểm cũng rất cao.
Tại vì các đội họ sẽ lấy ngân hàng điểm Kyrgyzstan, mỗi đội lấy vốn 3 điểm. Rồi sau đó cứ thong thả họ đá với nhau mà không cần phải căng quá sức, vẫn có thể là ghi tên vào vòng knockout. Có thể là cùng lúc 3 đội sẽ ghi tên vào vòng knockout. Tại vì họ không thấy có cái áp lực gì nữa. Với Kyrgyzstan trình độ như thế thì đối với họ là 4 điểm là đủ. Thì sao? Như vậy là quá thuận lợi cho Thái Lan. Xin chào bạn Thu Diễm, bạn Kim Mây. Xin chào chị Phạm Hoàng Nga, nhìn Thái đá thích thiệt. Wow, hôm nay chị thức khuya quá ta. Xin chào bạn... Bích Nguyễn hay là Nguyễn Lịch? Mình không đọc được cái dòng chữ viết hoa đẹp quá. Kyrgyzstan đá đấm gì? Hôm trước Việt Nam thử nghiệm con người nên mới thua thôi. Kyrgyzstan gặp Campuchia nó đá cho thủng lưới. Kyrgyzstan và Tajikistan là hai đội sút tệ nhất giải đấu. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Xin chào bạn Hoàng Minh Lai Lê, bạn Hồ Quốc Vĩ, bạn Quang Thanh Official. Thái Lan ao trình Đông Nam Á đó là sự thật. Xem người Thái đá quá tuyệt vời, bóng đá Việt Nam lại tạo ra khoảng cách rồi. Con chào, xin chào bạn Kiên Phan. Thái hôm nay đã hay quá. Thái Lan có cửa nhiều vào vòng trong rồi phải không em? Dạ đúng rồi, như em đã phân tích vừa rồi. Tại vì nếu mà Kyrgyzstan họ thể hiện như thế này thì các đội còn lại như là Ả Rập Xê Út hay Oman họ sẽ cũng sẽ đá vừa chân thôi, không cần phải quá mức sức. Cứ lấy một đội 3 điểm cái đã, sau đó là các đội họ có thể là tính toán đá vừa phải với nhau, lấy thêm điểm nữa để vào vòng sau và vẫn giữ chân được. Cái điều quan trọng nhất là tránh các cái chấn thương. Như trường hợp của Thái Lan ngày hôm nay là Suvachai bị đau, là ông Masatada là nhức đầu. Xin chào bạn Hà Tĩnh quê tôi. Chào Dũng, Thái Lan hôm nay quá hay. Xin cảm ơn bạn Hà Tĩnh quê tôi. Xin chào bạn Phan Ngân. Chú cảm ơn Phan Ngân rất nhiều. Bạn Bùi Khánh Hòa, like cho Dũng rồi nhé, rồi đi ngủ. Dạ. Ngày mai có thể bật lên để xem lại cái livestream này của Dũng ạ. Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Con chào cô Savan đi. Thái Lan đã hay quá cháu ơi. Làm cô nhớ lại áo đỏ sao vàng của mình năm 2019. Giờ đến ông này toàn là sao ngồi dự bị. Cô lo là mình không thắng nổi Indo. Con cảm ơn chia sẻ của cô Savan đi. Lo là có cơ sở chứ không phải không. Nhưng mà ngoài cái lo ra thì vẫn phải có niềm tin thôi. Tại vì huấn luyện viên Philippe Chusse thì ông ấy luôn tin tưởng vào cái lối chơi mà ông ấy đã xây dựng cho đội bóng. 10 tháng rồi. Trong cái tương tác ở trên Facebook lúc nãy thì Dũng có đăng một cái dòng trạng thái là xem Thái mà đá như thế này thì xác định là coi như bỏ cái AFF Cup. Ở đây cũng là một cái chia sẻ mang tính là vui nhộn xíu thôi. Tại vì mình không bao giờ Facebook, vì đó là cái nơi mà mình sẽ mang ra để đùa giỡn. Để mà giải trí, để giảm stress sau các cái công việc bừa bộn mỗi ngày. Thì là mình đăng cái đó lên thì có một người em có: vậy là anh không tin thầy Chusse hả? Thì mình nói là anh đang chờ nè, 10 tháng rồi, thầy làm cho anh mất kha khá khách rồi. Khách ở đây chính là các thành viên trong đoàn du lịch. Rất nhiều cô chú anh chị đã cancel các cái tour trong cái tháng 11 vừa rồi. Bởi vì mọi người nhìn đội hình mọi người nản quá, mọi người kêu thôi chán không đi nữa. Thực sự là đang là một cái thử thách rất là lớn về mặt tinh thần. Xin chào bạn Sơn Phạm. Lối đá Việt Nam mà đá được như Thái Lan là đã thành công. Kyrgyzstan đá vậy đã thắng Việt Nam. Vậy Việt Nam không nên đề cao quá. Nhật mới đá có 70% sức thôi. Đúng rồi, cái này thì ai cũng thấy. Nhật không cần bung sức quá nhiều. Họ có thể chủ quan. Và cái sự chủ quan đó khiến cho họ thức tỉnh rất nhanh. Và khi họ đã đá rồi thì chúng ta không được đá nữa. Làm gì có bóng để chơi. Chúng ta chỉ có rượt theo thôi. Đúng là ở cái đẳng cấp quá cao. Bóng đá không phải là nói mang cái tên ra để dọa nhau được. Bóng đá nó là thể hiện luôn năng lực ở trên sân. Và những gì chúng ta đã được chứng kiến thì nó không có gì để chối bỏ được cả. Xin chào bạn Tí Tẹo. Gặp Oman và Ả Rập là lộ nguyên hình thôi. Ít ra cũng có cơ hội nằm trong ba đội.
Xin chào bạn Lê Chính Đăng, bạn Hồ Khôi Huy, xem Thái đã hay mà. Con chào chú Đặng Văn Năm ạ. Trời ơi, hôm nay 12 giờ rồi mà chú còn thức hả? chú Năm. Xin chào bạn Nhạc Công Organ, bạn Ngọc Phương, like cho Dũng nha, rồi đi ngủ. Dạ, Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn Ngô Thanh Trang, bạn Gia Khiêm. Giao hữu là thử nghiệm đội hình thì kết quả đâu nói lên điều gì. Sao nhiều bạn không hiểu hay cố tình không hiểu? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Gia Khiêm. Xin chào bạn Lê Tuân. Chào Dũng, hôm nay Dũng muộn rồi cũng lên sóng à. Thái Lan nay đã hay đấy. Dạ đúng rồi ạ. Như hôm qua Dũng cũng lên sóng cái giờ này, Dũng lên trễ. Tại vì như tối nay thì là bé nhà Dũng là đi học thêm đến 9 giờ. Coi như là lên sóng cũng lỡ cỡ luôn. Cho nên là về là coi Thái Lan đã xong mới lên sóng. Bắt đầu bây giờ càng lớn là bắt đầu học thêm càng nhiều. Mà các bạn cũng biết rồi, ai có gia đình thì cũng hiểu cái cảnh học thêm thì đâu có học vào ban ngày được, toàn là học buổi tối. Coi như là phụ huynh phải đi theo đưa đón thôi, là coi như cũng ngốn hết một cái thời gian rất là nhiều. Không muốn làm việc gì cũng bị vướng cái lịch, nên là đành phải lùi lại. Xin chào bạn Liêu Bia. Kyrgyzstan trận này đã cực tệ, tinh thần như là bị dính bùa. Dạ đúng rồi. Xin chào bạn Mr. QA. Thái Lan đã tốt và may mắn khi ra quân gặp đội vừa miếng. Kyrgyzstan đá rất đơn điệu, không linh hoạt trong tấn công, chỉ câu bổng vào khu cấm địa. Hết bài. Thái Lan sáng cửa nhất Đông Nam Á để vào vòng trong. Chính xác. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Việt Nam mình khó mà thắng được Indonesia. Vẫn thắng được. Dũng vẫn nghĩ rằng là sẽ thắng được. Dũng sắp tổ chức cái tour đi Indo và đi Hà Nội luôn. Tức là đi Indo xong là từ Indo là đi chơi tiếp rồi bay về Hà Nội để coi. Một cái tour dài ngày như vậy. Mà bây giờ mà ông Việt Nam hôm nay ngày 19 ấy mà không ăn nổi Indo nữa thì ai mà đi tour nữa. Nên là kiểu gì thì kiểu vẫn phải mong Việt Nam giành cái chiến thắng trước Indo. Xin chào bạn Audi Watch. Đâu rồi ta? Ở đây rồi. Xem trận đấu mà nhiều người cứ nói là sao Kyrgyzstan đá vậy mà thắng được Việt Nam. Dường như họ không định nghĩa được tập kính nghĩa là gì. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Audi Watch. Xin chào bạn Đăng Khôi, bạn Thu Tan. Thái gánh Đông Nam Á còng lưng. Con chào cô Dương Thị Miến ạ. Nhìn cầu thủ Thái thấy quen. Dạ, Thirathon, Bunmathan, Subachai, Subachok, rất là nhiều các cầu thủ, ngay cả cầu thủ Victor, Nicolas, Mikkelsen cũng đã quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mình rồi. Elias Dola cũng vậy. Xin chào bạn Đồ Gỗ Đông Nguyên. Anh rất thích những bài em nói về bóng đá. Em cảm ơn chia sẻ của anh Đồ Gỗ Đông Nguyên. Xin chào bạn Trần Liễu. Anh Dũng ơi, hôm bữa Việt Nam thua trái cuối, em hơi tiếc vì bóng đã chặn chân trung vệ và đổi hướng. Chứ không thì Philip đã cản được rồi. Xin cảm ơn bạn Liễu Trần. Xin chào bạn Nhân Tâm Hướng Thiện. Ông này đá tệ quá. Vậy mà Việt Nam đã để thua 1-2. Thủ môn Việt Nam có thả không vậy? Xin chào bạn, em chào anh Long Mai ạ. Dạ, hôm nay em live muộn giống hôm qua. Hôm qua em cũng live vào cái giờ này. Tức là sau cái trận đấu 21:30 đá đến 23:30 thì em lên live. Xin chào bạn Lịch Nguyễn. Nhiều người nói trận Nhật với Việt Nam dưới sức 70% cũng đúng. Nhưng vẫn với đội hình đấy, Thái Lan đã bị thủng lưới 5-0. Đừng đùa với Việt Nam. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lịch Nguyễn. Xin chào bạn Thành Nguyễn. Thái đứng thứ 3 thì gặp Nhật. À đúng rồi, nhánh này. Bạn Đặng Hòa, Hòa Đại Nhân. Đối thủ của Thái Lan đã kém hơn cả Lào. Nhưng dù sao, cửa vào vòng trong của Thái Lan là sáng ngay cả nếu đứng thứ 3. Đúng rồi, cứ có 3 điểm cái đã, rất là dễ tính. Dù sao có 3 điểm là hơn rồi.
Xin chào bạn Thịnh Nguyễn. Kyrgyzstan đá như thế này mà thắng được Việt Nam thì hay thật. Bạn Mạc Hoàng, Kyrgyzstan quá yếu, hai trái là ít. Đúng rồi, Thái Lan họ cũng bỏ lỡ một số cơ hội nữa. Subachai suýt nữa đã có hat-trick rồi còn gì. Xin chào bạn Đặng Trung Tá, bạn Nguyễn Phương Vinh. Ảo tung chảo, lối đá và năng lực tấn công không có gì sắc sảo hay nguy hiểm mà đòi đi tiếp. Không qua cửa Indo đâu, chờ xem. Việt Nam bét bản. Xin chào bạn Khang Lê, chào Dũng. Việt Nam và Indo cả hai cần phải thắng để níu lấy cơ hội. Nên tôi hy vọng là hai đội sẽ cống hiến một trận mãn nhãn. Chúc Dũng sức khỏe. Nhưng anh đã hy vọng thì anh phải thêm một câu nữa là hy vọng là Việt Nam chiến thắng Indo. Dạ, cái câu đó là cái câu quan trọng nhất đó anh. Cảm ơn anh Khang Lê. Xin chào Chi Cốc Chara. Wow, hôm nay thức khuya quá ta. Bạn ốc nhỏ. Cảm thấy Thái đá hay vì họ chơi với đối thủ quá yếu. Cho nên bảo Việt Nam. Cho nên bảo là Việt Nam thua Kyrgyzstan nghe thật buồn cười. Mã đã thắng một loạt trận giao hữu quá hay rồi. Giờ toang luôn. Malaysia có lẽ là cái tên mà khiến cho người hâm mộ Đông Nam Á là bất ngờ thất vọng nhất đó. Tại vì họ có cái quá trình tốt hơn rất nhiều so với Indo, so với Việt Nam hay thậm chí là so với Thái Lan luôn. Nhưng mà họ cuối cùng đang là đội thua đậm nhất, thua 0-4. Thua theo kiểu mà mới 20 phút là đã thấy là an bài luôn thế trận. Xin chào bạn Huy Kim. Thay đủ các kiểu đội hình thì thua cũng phải thôi. Thử hai đội hình thì cần đội hình mạnh nhất đấu tay bo xem nào. Xin chào bạn Miken Ateta. Giao hữu khác giải. Bạn Trung Đào, anh Trung Đào. Hai vlog ngoài đường pit. Thái Lan đã chứng đá chững chạc, thắng nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức. Huấn luyện viên Masatada mới cầm quân 1-2 tháng như vậy là khá thành công. Thực ra thì ông ấy cầm quân cũng chưa lâu. Nhưng mà thực tế thì dù sao cái chất lượng của cầu thủ Thái Lan thì cũng đã tốt sẵn rồi. Ông ấy chỉ ráp nối và mất không quá nhiều thời gian đâu. Còn cái dấu ấn của nhà cầm quân người Nhật thì Dũng nghĩ rằng là có lẽ sẽ cần thêm vài tháng nữa để có được một cái dấu ấn rõ hơn, rõ nét hơn. Bạn Phạm Kim, chào Dũng. Thái nay chơi hay quá, vẫn là số 1 Đông Nam Á. Bạn Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sau này xét vị trí thứ 3 thì đội có thứ tự có tính vào, đội thứ 4 có tính vào để xét không, hay chỉ xét 3 đội đầu để tính? Tính tất cả, tại vì không có bảng đấu nào có đội bóng bỏ cuộc cả. Cho nên là tính tất cả hiệu số sau khi kết thúc cái lượt trận cuối cùng. Và không bỏ cái kết quả của cái trận gặp đội thứ 4. Xin được chia sẻ với bạn. Do là giải này là vào vòng bảng là kết quả tính như bình thường và không có đội nào ở các bảng đấu bỏ giải cả. Mỗi bảng đều có đủ 4 đội. Xin chào bạn Ánh Mai. Xin chào bạn Lý Hùng. Lý Hùng. Hai, cho anh hỏi giải AFF 2024 khi nào đá và ở đâu vậy em? Dự kiến là tháng 10 anh ạ. Còn thể thức thì là đá sân nhà sân khách, sân nhà sân khách rồi mà. Đâu có thay đổi nữa đâu. Xin chào bạn Ngô Phi Hùng. Hồi chiều xem video cầu thủ nhập tịch của Indonesia nói là đã nắm rõ được điểm yếu và điểm mạnh của Việt Nam. Sao mà thấy lo quá anh Dũng ơi. Không biết sắp tới đây Việt Nam đá với Indo như thế nào. Chắc chắn là mệt. Chắc chắn là mệt. Không đơn giản. Nhưng mà như mình đã nói rồi, vẫn mong là đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua được cái chướng ngại này. Chúng ta muốn thắng họ thì họ cũng muốn thắng chúng ta. Cái hôm bữa mình đi cho con đi siêu thị chơi ở bên Vivo. Nhà mình là ở quận 7. Và mình cho đi siêu thị Vivo. Thì vào đó rồi đi mua sắm rồi ăn trưa xong thì đi xuống cho con vô chơi. Thì đang đứng ngó ngó xem con mình nó đang chơi chỗ nào thì nghe người hai người em gọi. Quay lại thì là hóa ra là hai cầu thủ Phạm Văn Thành và Văn Thuận của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Chiều ngày hôm đó là hai bạn đó bay lên Quy Nhơn, bay ra Quy Nhơn để hội quân đó. Là lúc đó cũng đang đưa con đi chơi ở ngay chỗ đó luôn. Nên là bắt đầu ngồi nói chuyện thì khi mà nhắc đến đội tuyển Việt Nam thì mình có nói là kiểu gì thì cũng thua Nhật thôi. Nên là sẽ dồn sức để thắng Indo. Thì hai bạn ấy mới quay lại nói với mình chứ ủa chứ anh
Ủa anh tính là mình thắng Indo chứ Indo nó không tính là nó thắng mình hả? Nó cũng muốn thắng mình mà. Mình tính cỡ nào thì nó cũng tính cỡ đó à. Bây giờ là ai hơn, ai thua là vô trận đấu trả lời thôi. Chứ làm sao mà mình nói trước được, anh tính là 1 cộng 1 bằng 2 đâu có được, bóng đá mà tính như vậy thì chết rồi. Anh nghĩ rằng là mình thắng Indo thì người Indo đang nghĩ rằng là sẽ thắng Việt Nam mình để lấy 3 điểm đó, tính gì tính. Xin được chia sẻ với quý khán giả. Xin chào bạn Live Trading. Anh Dũng ơi, sau trận sau Việt Nam mà thắng Indo thì ngoài Bắc Hà Nội đi bão anh ạ. Lại cờ hoa kính đường ạ. Xin cảm ơn bạn Live Trading. Cùng chờ xem. Cả nhà đừng quên 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Trận đấu quyết định cái cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse. Anh Long Mai phải nói hôm nay Kyrgyzstan đá dở chứ không phải là người Thái hay chơi hay đâu Dũng ạ. Nhưng mà anh để ý cái cách đá của Thái Lan đi. Cái cách đá rất nhàn nhã và đặc biệt là cái khả năng khống chế bước một của Thái quá tốt. Thực sự là quá tốt. Ngày hôm nay Thái không mất quá nhiều sức. Để ý kỹ, đá không mất sức. Tại vì đối thủ dở nên là họ không cần phô diễn nữa, họ cũng không cần bung nữa và họ cũng không cần đá láo. Thiraton ăn cái thẻ vàng đó, đá láo rồi đó. Hiệp 2 nếu mà cả nhà để ý sẽ có hai tình huống mà Thiraton chạy theo kè người và đang định giơ cái tay lên thì chắc là nhớ là ê mình dính thẻ rồi mới hạ cái tay xuống. Nhưng mà cơ bản là kể cả đá láo hay không thì cái lối đá của Thái rất khó chịu. Đó là đá kiểm soát bóng đó. Đó là đá kiểm soát bóng. Cho nên là Ả Rập Xê Út là đội bóng mà theo Dũng đánh giá là top 4 của châu Á lúc này. Thì Thái không có cửa để đá với Ả Rập Xê Út. Nhưng mà đá với Oman thì chưa biết. Chưa biết được. Chưa biết sao. Xin chào bạn Nguyễn Thu Vân. Các cầu thủ người ta tự biết năng lực của mình. Chỉ có người hâm mộ là ảo tưởng sức mạnh thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Thu Vân. Không nhiều cầu thủ cũng không biết luôn đó. Bạn đừng nghĩ rằng là cầu thủ tự biết năng lực. Nhiều ông thế hệ trẻ sau này là hay bị ảo trên mạng xã hội nhiều lắm đó. Xin chào bạn Lưu Bia. Kyrgyzstan ép sân nhiều mà toàn sút và chuyền hỏng. Xin chào bạn Sơn Trân. Thái tấn công ghi bàn có đường nét trước. Độ xếp gần 20. Hy vọng là Việt Nam cũng làm được như vậy trước chiếu dưới 30 bạc Indo. Xin chào bạn Lê Nam 2711. Hay gì áo trắng công nghiệp thôi. Gặp Việt Nam thì Thái thua luôn. Ôi, đây là một cái phát biểu mà quá ảo tưởng. Gặp Việt Nam mà Thái thua luôn. Thái thua luôn rồi 5 năm vừa rồi ăn nổi Thái không ạ? Hay là ăn cái King Cup? Ăn được cái King Cup còn lại ăn nổi không ạ? Một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam còn không ăn nổi Thái nữa thì thế hệ nào ăn nổi Thái? Đây là một cái phát biểu mà đúng là kiểu ảo tưởng người Việt mình. Đến bây giờ vẫn cứ ảo tưởng như vậy, tự cho cái suy nghĩ như vậy. Xin chào bạn Phan Thị Cựu. Cô Phan Thị Cựu. Xin chào bạn Hải Nguyễn, bạn Lâm Thiên Sư. Thái phải gặp Ả Rập Xê Út mà thắng được mới tôm sùng sau, còn Kyrgyzstan vẫn quá yếu. Xin chào bạn Huy Mai. Bạn Đặng Hòa Đại Nhân. Nếu Việt Nam và Indo đội nào có được 3 điểm thì cũng không chắc vào vòng trong vì còn chỉ số phụ. Đúng rồi, vẫn còn cái chỉ số phụ. Tuy nhiên là cứ có 3 điểm cái đã. Có 3 điểm thì cái trận đấu với Iraq sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dễ tính toán hơn rất nhiều. Bởi vì dù sao Iraq họ cũng đã có 3 điểm trước Indo. Cái trận gặp Nhật chưa biết là như thế nào, nhưng chí ít là khi cả hai đội cùng có 3 điểm bước vào cái vòng cuối á, thì tâm lý của hai đội có thể là dưỡng chân.
làm sao hòa thôi là được rồi. Mỗi đội cùng một điểm dắt tay nhau vào vòng trong nó dễ hơn. Cái xác suất đó vẫn cao hơn. Xin chào bạn Dũng đẹp trai. Công nhận Kyrgyzstan đã quá dở, không cầm được bóng mấy, toàn chuyền hỏng. Xin chào bạn Mạc Hoàng, vẫn là một trận thua, sao lại mừng như vô địch vậy? Nhập trận này chơi chưa hết mình, mới vậy chưa nói lên được điều gì. Gặp Indo nếu thắng thì còn tạm được, nhưng điều đó là không đơn giản. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Mạc Hoàng. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Tùng, Thái vẫn trên đỉnh của khu vực Đông Nam Á. Xin chào bạn Đồ Gỗ Đồng Nguyên. Anh chào em, anh rất hy vọng cầu thủ của mình sẽ thắng ở ngày 19 tháng 1. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh Long Mai, em có nhớ mới phút 19 là cầu thủ số 3 của Thái Lan bị thẻ vàng. Bunmathan, dạ có chứ, giơ cái tay lên kiểu đó mà, chuyên gia luôn. Này nó đá láo lắm. Coi đá ghét cực kỳ. Xin chào bạn Ngô Huy, Thái đá nhịp nhàng nhanh, không cầm bóng trong chân lâu, đúng rồi. Xin chào bạn Nguyên, mình biết chắc Thái sẽ có ít nhất một điểm trước Kyrgyzstan. Trận giao hữu với Việt Nam, mình không đánh giá cao Kyrgyzstan, thì với người Thái, chuyện từ hòa trở lên với họ không khó. Họ là đội Đông Nam Á có lợi thế nhất. Cho đến lúc này thì họ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có chiến thắng. Ba đội còn lại toàn thua. Xin chào bạn Quỳnh Vũ, Thái Lan hôm nay bỏ lỡ mấy cơ hội ngon. Bạn Lâm Thiên Sư đồng ý với Dũng, Nhật dồn lên cuối hiệp 1 là Việt Nam tan vỡ thua 2 bàn. Dạ đúng rồi, thì cái thực tế đó nó chứng minh rồi còn gì nữa. Đó là lý do mà anh em trong giới chuyên môn họ gọi điện cho mình, họ nói là đúng. Cái livestream trưa nay em nói như thế là đúng. Chứ đừng tâng bốc quá. Sợ nhất là các cháu, cầu thủ. Cứ nghe ve vuốt là bay lên trời luôn, bay lên mây luôn. Không tỉnh táo đá được. Mà bóng đá Việt Nam thì bị cái bài này hoài. Xin chào bạn Vũ Xuân Sang. Thái Lan sẽ nhất bản cứ đá như thế này. Mình nghĩ rằng là khó. Khó lắm. Tại vì Ả Rập Xê Út vẫn là đội đẳng cấp nhất. Họ thắng Argentina đó cả nhà. Vẫn còn nhớ đúng không? Xin chào bạn Vũ Phương. Trận đá với Indo liệu Văn Toàn có được đá không anh? Ồ, trận này thì anh không rõ đâu. Huấn luyện viên Chuse dùng người cũng khá là quái, khá là khó dự đoán, không khác gì huấn luyện viên Park Hang-seo. Con chào chú Trương Tấn Tài ạ. Theo chú, Việt Nam Nhật vừa rồi mình có phần may nên mới ghi được hai bàn. Hai bàn thắng đến từ những cái tình huống cũng không phải may, có tập luyện rất là kỹ về các cái pha cố định, những cái tình huống cố định. Và kể cả cái bàn thứ hai thì có may hơn một chút vì thủ môn bắt dở. Nhưng mà cái bàn đầu tiên là có tập luyện kỹ. Điều đó cho thấy rằng là đội tuyển cũng có rất là nhiều các cái phương án đã được tập luyện trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào bạn Phong Trần. Tôi đã nói các bạn cứ yên tâm đi. Tôi đã nói là huấn luyện viên người Pháp là một huấn luyện viên giỏi. Và tôi tin Việt Nam sẽ thắng Indo như chơi. Không có vấn đề gì phải lo. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Phong Trần. Xin chào bạn Phạm Thành. Bạn cho hỏi huấn luyện viên Park với Nhật hòa thì chê. Đến lượt huấn luyện viên người Pháp đá thua Nhật mà tung hô có phải gà đẻ gà cục tác phải không?
Cảm ơn chia sẻ câu hỏi của bạn. Thật sự mà mình nói thì thua là thua. Thua là thua. Không có giải thích. Không giải thích gì. Thua thì phải tập trung cho cái trận tiếp theo thôi. Chứ còn tung hô thì dĩ nhiên là Dũng không có tung hô. Xin chào bạn Nguyên. Lối đá của Thái mới là tiệm cận châu lục. Họ đá đỉnh đạt, người lớn, không lộp chộp kiểu các đội như Indo và cả Việt Nam nữa. Ngay thời ông Park mình vẫn nhìn Thái nhỉnh hơn Việt Nam một bậc. Xin chào bạn Trần Nghĩa Dũng. Cháu nhận xét rất chính xác, Việt Nam coi chừng Indo đó. Thua mà khen mấy ngày luôn, còn thưởng nữa chứ, ngày nào cũng like cho cháu. Dạ con xin cảm ơn ạ. Xin chào chị Lê Hải Yến. Xin chào bạn Trịnh Hảo. Bạn KTV Music chúc mừng Thái Lan. Xin chào bạn Nguyễn Mèo Con. Cái tên đẹp vậy. Thái hay như Việt Nam ha. Xin chào bạn Huỳnh Khương Duy. Bóng đá mà chưa biết sao đâu anh Dũng ơi. Xin cảm ơn bạn Huỳnh Khương Duy. Xin chào bạn Long Nguyễn, bạn Tính Phạm. Tính Phạm giờ mà còn thức hả ta? Xin chào bạn Sùng Văn Kỷ. Lần này chắc Việt Nam thua Indonesia về nước sớm. Chú Trương Tấn Tài, hôm giờ chú không bỏ trận nào. Wow. Ôi, chú quá là máu lửa đó. Nhưng mà thức khuya quá cũng hại sức khỏe chú ơi. Nghe cái trận sau này thì thôi đừng coi, đi ngủ là vừa rồi. Ngày mai mình cập nhật kết quả cũng được. Xin chào bạn Nguyên. Việt Nam và Indo đều đá kiểu trận hay trận dở. Về máu lửa, Indo không thua Việt Nam về mặt tinh thần. Họ đang hơn Việt Nam về thể lực và thể hình. Trận tới căng đấy. Qua ải Indo mới biết chú C thực tài hay vẫn là may mắn. Xin chào bạn Hà Phương 1979. Dũng hôm nay đẹp trai phết. Nói sao đi nữa mình vẫn yêu Việt Nam. Còn hai vòng nữa Việt Nam cố lên. Dạ đúng rồi, phải ủng hộ hết mình chứ ạ. Lo thì lo, chê thì vẫn phải chê, vì không bao giờ khen cho nó chết cả. Dũng đã thuộc lòng cái bài này của bóng đá Việt Nam rất là kỹ rồi. Không bao giờ khen, khen cho nó chết thôi. Xin chào bạn Tính Phạm. Thái Lan vẫn có cơ hội vào vòng trong nếu đứng thứ ba, có thành tích tốt nhất anh ơi. Bảng Việt Nam mình khá căng. Đúng rồi, bảng mình là căng đó. Tại vì bây giờ đang có hai bảng là có điểm, là bảng A và bảng B. Nên là đúng là cũng căng cho Việt Nam mình chứ không phải đùa đâu. Xin chào bạn Đạt Tấn Đạt. Kyrgyzstan đã chán quá anh. Truyền toàn lỗi do phần Kyrgyzstan đã dở anh. Xin chào bạn Đào Chiến, bạn Cao Hoàng Anh, Thái Lan đã hay quá. Bạn Ba Bùi, Thái Lan thắng nhưng kiểu đá của Thái vẫn vội vàng. Bạn Tài Phan, Thái mà đá với Ả Rập với Oman là đem vỏ đi mà lượm, chưa chắc. Ả Rập Xê Út thì chắc chắn là thua vì đây là đội mạnh quá rồi, nhưng Oman thì chưa biết ạ. Ông Oman này thì gặp Việt Nam mình cũng xính dính chứ đừng có nói gặp Thái. Xin chào bạn ốc nhỏ, mình đoán trận sau với Indo, ba cầu thủ không được đăng ký sẽ là Văn Trường, Ngọc Bảo và Hồ Tấn Tài. Xin chào bạn Lê Công, Thái đá hay quá, Việt Nam đã thua nhưng vẫn tung hô cầu thủ trẻ so với đội tuyển Đức còn thua Nhật nữa. Xin chào bạn Mạc Hoàng, Việt Nam gặp Indo không đơn giản như gặp Nhật vì lối đá Indo là bạo lực, không thắng được nó đâu. Bạn Nguyễn Quyết, Việt Nam không giấu bài đâu, vì đá kính chứ có phải đá hở đâu mà giấu bài.
Xin chào bạn Vũ Dũng. Em Dũng yên tâm Việt Nam sẽ thắng Indo. Dạ em cũng mong như vậy ạ. Chứ Việt Nam mà thua Indo rồi em không biết em phải làm cái tour du lịch như thế nào nữa. Ai sẽ đi để cổ vũ đội tuyển Việt Nam nữa. Xin chào bạn Trương Vlog. Tôi vẫn tin là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Indo, nhưng có điều là phải tốn sức rất nhiều, có khi còn phải bị võ thuật trên sân cỏ. Bạo lực không có chỗ khi có sự xuất hiện của VAR đâu anh ạ. Chúng ta cũng thấy rồi, tất cả các cái hành vi, các cái hành động bây giờ không thể qua mắt được VAR. Và những cái hành động mà chơi đá rắn theo kiểu của Indo là họ phải kiềm chế rất là nhiều. Chứ họ mà bung ra họ đá thì xác định luôn là mất người thôi. Mất người thì thua là cái tất nhiên thôi. Rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để trò chuyện cùng với mình vào tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo. Vào ngày mai, sáng mai thì mình sẽ có một cái chương trình nữa về sẽ công bố các cái lịch trực tiếp tiếp theo của các cái lượt trận. Tối ngày mai thì sẽ có 3 trận, ngày hôm nay chỉ còn có 2 thôi. Nhưng mà ngày mai là ngày mai để mình coi coi. Hôm nay là ngày 17 rồi đúng không? Ngày mai có xin lỗi cả nhà là bây giờ nó sẽ quay lại cái guồng quay là một ngày có 2 trận thôi, mà cái giờ thi đấu cũng khá là ok đó. Coi được 2 trận. Ngày mai sẽ là Liban với Trung Quốc và Tajikistan đá với Qatar. Hiểu rồi. Như vậy là bây giờ sẽ đá là ngày thứ tư là 2 trận, ngày thứ năm cũng chỉ có 2 trận. Ngày thứ năm lại có tới 3 trận, xin lỗi mình nhầm. Lịch nó đang nhìn hơi rối. Ngày mai mình sẽ công bố rõ ràng hơn. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để trò chuyện cùng với mình. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog và Đường Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Quý khán giả nào mà quan tâm đến việc đặt các cái sản phẩm trang phục thể thao của đội tuyển Việt Nam, trang phục chính hãng của thương hiệu Yogabola, thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại 0909 608 754 hoặc là lên thẳng website của mình, trang web pit.vn, P-I-S-T-E.vn. Cái chữ ngoài đường pit đó. Cả nhà có thể www.piste.vn để đặt hàng. Mình đã up toàn bộ các cái sản phẩm của đội tuyển Việt Nam và một số câu lạc bộ mà mình đang hợp tác kinh doanh. Và rất cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào.